Lời nói đầu tiên thì cho Long xin gửi những lời chào thân ái và những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể anh em yêu mến và xem kênh của Long ha. Thì đầu clip thì mình xin anh em cái động lực ha. Những anh em nào xem kênh thì cho mình cái lực like để có sự tương tác ha anh em ha. Và chủ kênh có cái động lực để làm clip ha anh em ha. Thể theo yêu cầu á, của một bạn comment đó, bạn hỏi, nhưng mà nói chung là cũng nhiều anh em hỏi mình rồi đó, và cũng được mình tư vấn á. Thì bạn hỏi mình con gà, nói về con gà ngũ trường và con gà ngũ đoạn. Thì đầu tình lời nói đầu tiên, để khi mình nói về con gà này, đây là tài liệu á, là chỉ mang tính chất tham khảo nha anh em. Và quan niệm này á, là quan niệm đúng của mình ha, và đúng của cá nhân mình, chưa chắc đúng với toàn mọi người. Nên những anh em nào mà xem kênh đó thì có thể tham khảo, và những anh em mà không đồng quan điểm thì có thể bỏ qua. Đầu tiên mình nói về con gà ngũ trường ngũ đoạn. Thông thường có một cái số nhìn nhận như thế này, tức là con gà ngũ đoạn là con gà cái gì nó cũng ngắn, ví dụ như cán ngắn, đùi ngắn, hình ngắn, cần ngắn, mỏ ngắn, mặt ngắn, ngón ngắn. Đúng anh em, mình không có bàn cãi ha. Rồi gà ngũ trường là gà cái gì cũng dài hết, y chang gà ngũ đoạn vậy á. Nhưng thường á, anh em thấy vậy nó chơi không hiệu quả, anh em hiểu không? Thì theo qua nhiều năm mình chơi, mình đã từng chiêm nghiệm ha, mà mình thấy ha, thì mình nói với anh em vậy, tức là con gà ngũ đoạn á, với gà ngũ trường á, thường những con gà đó nó sổ cũng không hay nha anh em, và vô cửa nó đá nó cũng không hay ha. Thì nó nằm thường những con gà người ta nói là dị hình dị tướng mà, thì nó phải có cái biệt tài ha. Thì để nói về con gà ngũ trường ngũ đoạn á, thì mình phải hiểu như vậy. Khi mà con gà mang cái hình ngũ đoạn và con gà mang hình ngũ trường thì nó cái âm của nó cũng đi theo nha anh em. Thì con gà ngũ đoạn á, thì nó sẽ là âm minh đoạn ha, và con gà ngũ trường nó sẽ là âm minh trường. Thì mình có cái cơ duyên á, mình biết về được, nói chung á, thì hồi xưa thì người ta hay nói là linh kê này nọ, thì mình không có quan tâm nha. Để anh em khỏi phải ấy, nhưng mà mình sẽ nói với anh em vậy, tức là hồi xưa cái bậc sư kê đó là người ta có nói về con gà đó, thì con gà đó rất hay ở lúc thời điểm đó, ngay cũng sát gần nhà má vợ mình thôi. Của ông đó, ông sở hữu ha. Thì ông bạn cũng lên á, mới thấy được con gà, xong rồi sau khi nghe thì mới nói là con gà này là con gà ré. Rồi thôi ông chia lại cho tôi, thì nói chút chung con gà nó ăn cũng mấy cái anh em, mà sao ông bạn cũng chia lại ha. Thì con gà đó là nó âm minh đoạn anh em. Thì con gà mà ngũ hình ngũ đoạn thì âm minh đoạn. Thì năm rồi mình có gặp được một con nó về, là của ông anh mình đổ ra ha. Con gà đó hình nó, anh em nhìn anh em không thích à. Nói chung là cái gì nó cũng ngắn anh em ha, và nó cũng gáy âm minh đoạn luôn, thì nó cũng gáy tiếng ré ha. Rồi á, để mình nói anh em vậy, thì ông anh đó, ổng là người đổ ra, rồi người ta chơi con gà đó ba lông, người ta gửi về, rồi ta nhờ ổng chuyển qua bên cho bà con của người ta đổ máy. Ổng mới ngồi, ổng mình ra mình uống trà, ổng mới nói trời mà ha, gà gì đổ gà dày mà chơi cái gì đó, người ta không hiểu nổi sao nó ăn ba lông vậy mà nó đá dở ẹt à Long ơi. Mà vô cửa rồi nó cũng đá dở, đá hồi lăn lăn tới luôn, hỏi đá là cái cạch vậy đó. Rồi mình mới đầu tiên mình cũng không có nhìn tới con gà, tại của người ta gà già mình cũng không tiện lại mình coi, phải không? Rồi cái ông nói vậy cái mình mới lại mình coi ha. Thì á, con gà đó đầu tiên á, trên cặp cán của nó là con gà hai hàng trơn nha anh em. Đó. Và nó đóng vảy dao, tức là nó là dao chi chứ nó không dao lông ha.
thì ông mới nói gà dày phải không, vậy gá 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 vậy không mà sao chơi. Đó là cái điểm đầu tiên ông nói về cái giải gà đó ha. Ông nói gà gì cục ngủn là lường ngắn củn đó. Đó, gáy thì cục ngủn, gáy tiếng ngộ, gáy tiếng nó, người ta gáy ỏ o, nó gáy ỏ thì mình mới nói với ổng á, rồi nó cũng không gáy cho mình nghe luôn anh em, nó thiệt mình cũng không, mình tính chắc cũng bữa bữa mình ra để mình nghe để mình ngộ về nó thôi, nhưng mà ổng chuyển qua bên kia ha. Rồi mình cũng không có diện kiến, nhưng mà mình biết nó trên cái tướng hình của nó thì là như vậy ha. Rồi gà nhà ông anh mình đổ ra, và ông đó cũng chả biết chơi dãy chơi màu chơi mạng coi tướng tinh con gà gì hết đó. Chỉ biết gà lai gà Mỹ, ổng cũng đổ Mỹ thùng đầy ha. Mỹ thùng cũng ăn nhiều cái, rồi Mỹ thùng ăn cũng 2-3 cái vậy đó, hay ha. Rồi cũng ăn 1-2 cái, nói chung là ổng có từng đổ những con gà đó mà. Rồi từ từ mình sẽ nói về những con gà đó. Xong á, rồi ổng mình mới làm mình coi gà, xong xuôi mình nói trời gà dày gặp em đâu bán để em chơi anh. Hỏi sao nó gà này mắt trắng mắt đen, nó lưỡng nhãn rồi cặp cán nó dãy hàng trơn giao chi vậy mà anh bán thì trời. Gà này hình ngũ đoạn chánh tông mà nó gáy âm mình đoạn. Cái ổng cái ổng nói trời gà nó chính tay người ta đổ ra ha, tới giờ nó ăn 3 lông rồi người ta vẫn không phục nó ha. Và cái người mua nó là một ông bạn, mà ổng mới mua về cứ đá mấy gà nhà thu sách lại gà cứu, đá mấy gà nhà ra sách nó ra cứu mà ta không chịu chơi nó, tại vì nó quá dở, sổ nó dở mà vô nó ăn cũng dở nên anh em đá tới đá lui mà không hiểu sao mà con gà nào không gà nào đâm nó, anh em đâu có dám đâm nó. À, mình nói với anh em vậy để mình hiểu về con gà nó có những cái nó kỳ quái ha, mình không nói về linh hay gì ha, về quan niệm của mình thì mình cũng không có muốn nói vô những cái đó. Nhưng mà rồi có anh em nói mình chứ về dãy di rồi mấy cái đó rồi, trừ cỡ thì con gà đó đó đá con nào đâm ở đâu đá lăn tới lăn lui nó, thì anh em thấy đá không à, hồi đá cái cạch xong mà gà ăn 3 lông nói gì mà người ta ăn đâu, con gà đó đương thời của nó hả, người ta trả 30-50 người chủ nó không bán đó. Mà cái người mua là cái người đó chơi cũng hiểu về con gà, người ta nhìn sơ qua con gà là người ta đã trả giá rồi đó. Rồi ông này rồi cái ông đó ổng mới về thì ổng mới khoe với anh một anh ở Long An, thì anh này là cũng là mối của ông anh mình hay cũng mối của ông đó luôn. Thì anh này anh chơi ở trên Long An á ha, nói chung là vừa cầm máy làm banh làm đồ hết đủ thứ ha. Tên thì mình không tiện nói ra, tướng mập mạp bự con ha, cả 100 ký đó. Rồi ổng mới mà cái ông anh này ở Long An, ông này ổng cưng gà nó không thích gà lắm. Nói chung á, một cái con gà mà đã thải lại của ổng rồi ra cũng đã vài triệu, 5-10 triệu là bình thường anh em. Nó là như vậy, người ta nói hồi đá đại tiền người ta làm được, ta chơi được anh em. Nên có những quan niệm đá tiền anh em chưa hiểu. Ta có tiền thì ta chơi dễ thôi. Trời ui ui quá âm u ha. Ưa ngày nguyên ngày hôm qua. Thì để mình nói vậy cho anh em ha. Rồi những con gà trường cũng vậy, thì con gà hình dài thì nó cũng phải là âm minh trường thì nó mới tương xứng với con gà, thì những con gà đó thường nó sổ không hay anh em ha, và nó vô cửa nó đá cũng hay, tại vì nó không phù hợp với cái tướng đá chuẩn, và nó thường nằm trên con gà dị biệt ha, những con gà độc đáo thì nó mới thành, chứ còn những con gà mà thông thường thì chơi không hiệu quả đâu anh em ha. Mà cái mình muốn nói với anh em về cái ngũ trường cái ngũ đảng là như thế này, tức là ngũ trường trường ngũ đảng đó, nó sẽ tương quan giữa con gà ha. Thì tương quan như thế nào, dù á con gà mặt dài mỏ vắn thanh gọn nhỏ ha, mép sâu là tức là mép sâu mỏ ngắn
Đó. Đúng không? Là cái thứ nhất của một phần ngũ trường là giữa tương quan giữa cái mạch này, là mỏ vắn mạch dài mép sâu, đó là ngũ trường ngũ bản, đó là mép sâu mỏ ngắn đó. Là sao? Là cái đó là một cái trường, một cái vắn ha, lưng là rộng mà lưng ngắn à. Là hai cái bả cánh đó, hai bên cái dài lưng nó phải rộng ra, nhưng mà cái chiều dài lưng nó phải ngắn lại, đó là trường. Trường là cái phần lưng là phải rộng, mà ngắn là cái là phần chiều dài của lưng là phải vắn à. Trường tương quan là giữa cái quy tắc của đồng bảy là cần vắn mà lường dài à. Thì cái này là anh em cứ nhìn cái tương quan vậy thôi ha. Thì con gà cho dù anh em có đưa cái hình thân hình nó tới đâu thì cái đầu nó cũng chỉ là một điểm cố định anh em, và tấn công ở ngay cái điểm đó. Anh em phải hiểu về đặc tính con gà nó khác biệt những cái con vật khác là như vậy ha. Thì anh em có đưa con gà, anh em cứ cầm con gà lên, anh em đưa muốn kiểu gì đi chăng nữa thì cái đầu nó dễ cố định ở một vị trí, dù cái mình nó đi thế cỡ nào. Đó là cái hay của con gà đó. Và tại sao mà con gà nó quan trọng nhất là cái mặt ở chỗ đó anh em ha, là cái điểm nó chính xác, thì dù nó quăng như nào, nó xoay chở như nào thì cái điểm nó công kích tới giờ là cái điểm nắm của nó ha. Là cái phần trường thứ hai. Cái phần trường thứ ba là giữa cái cần cổ và cái lườn ha. Phần trường thứ tư nó là cái tương quan giữa cái đùi và cái cán anh em, đùi dài cán vắn là cái thứ tư ha. Cái thứ năm là ngón dài mà dãy nhặt, tức là dãy ngắn anh em. Thì hồi xưa á, những cái con gà mà có được cái ngón dài mà dãy nhặt á, tức là dãy nhặt mà nhiều dãy á, là nó sẽ là những con gà nó đá sâu chân hay ha, sâu khuya hay. Mưa rồi anh em. Thì mình tóm gọn với anh em vậy ha, đó là quan niệm của mình về ngũ trường ngũ bản. Thì anh em cứ tổng hợp được kiếm được con gà như vậy thì không dễ rồi. Anh em chơi thử nó thì anh em sẽ có cảm nhận ha. Rồi thì mình mới nói với anh em về cái câu chuyện ông đó, ổng đổ gà thì ổng là người không biết chơi dãy đó. Và tới ngày hôm nay ha, thì ổng bắt đầu ổng chơi theo con đường của mình. Thì mình đã làm được nhiều phép bài phép toán chứng minh với người ta ha. Từ màu mạng ngày giờ ha, hướng tá của con gà. Đó thì Long nói với anh em vậy ha. Thì ông đó, ví dụ anh em nói người ta nhập mỹ thùng dởm, hàng không đâm không xài ha, gà đó mình biết chính xác luôn ha, có clip đá luôn trước khi mùa dịch luôn ha. Nó đá khoảng lối một năm mấy trước, hai năm trước đá bữa đó, đá là con gà đó băng nhà không là ăn khoảng 2 tê. Con gà đó thì cắn cẳng dễ di sạch lắm anh em, mà nó xài cựa mà bo đá nó tốt cực kỳ ha, hàng thùng. Về mới anh này á, cái anh mà nãy mình nói sở hữu, anh mới đưa về cho anh này, anh mình đổ ra gà con thì nó có nhiều dòng máy lắm em, mà máy của người ta máy xịn không ha. Rồi xong rồi ra gà con á thì khoảng cứ 10 con thì ăn nhì hết 8-9, mình nói với anh em vậy ha. Rồi cũng mỹ thùng nữa, nhập về có con thì về cũng không ăn luôn ha. Thì cái anh đó, anh cũng không chơi giải gì, cái anh mà chơi gà Mỹ, anh đưa gà về cho anh này đổ cũng không giải gì ha, không có quan niệm gì hết đó. Thì cứ hay chơi, dở thì gà đá lâu lâu 5-10 thì hay thì bục nhiều ha. Thì mình nói với anh em vậy. Còn cái chuyện người ta ăn cơm cháo, ăn cơm bữa ở bên bồ, họ nói bằng cái ha. Rồi ông anh mình năm nay ông mới chịu phục à. À, từ một người cầm cái dòng gà giỏi ha. À, chơi mà nói chung gà về cái vùng mình trước đây người ta công nhận gà không có tiếng luôn đó, mình nói anh em vậy đó. Thì để cho anh em về có về cái quan niệm ha. Rồi anh em đừng nói là con gà nọc đó, nó không hạp mái gì, người ta cũng 5-7 dòng mái đó. À, rồi người ta đổ con nọc bình thường vậy mới ra gà con người ta ăn, bán ra 10 con ăn hết 10-9 nhất á. Rồi ra đâu phải gà con đá hay lắm em, gà thùng về đổ con đá hay lắm, đẹp lắm.
mà cửa nó toàn là nó gửi bên Mỹ không đó. Rồi cũng chỉ một người không chơi tướng tá vậy gì hình hài gì á, thì ổng nói chung là ổng chơi bo không anh em ha, vô là bo không, không chơi giải bo không vô, mà người đã biết chơi bo tất nhiên anh em nhìn anh em phải thấy rồi, vỗ đá là không cái gì đúng không, nhưng mà cửa nó gửi bên Mỹ gà nó chơi Việt Nam mà cờ gửi Mỹ không đó. Gà ổng thì thiệt anh em mà vô mà mua không bao giờ mà phải mà suy nghĩ về hình dáng mà bo đá. Nói thẳng giờ ổng cũng không chơi luôn, gà ổng giờ ổng đổ gà ổng không chơi luôn đó. Rồi có mối ổng cứ bắt không thiệt, gà giờ anh em muốn kêu, gà ổng ra anh em kêu F1 F1 không không muốn chặt đâu hết, nó thiệt sự luôn đó, mà giờ ổng cũng không chơi nữa ha. Rồi cái ông mà chơi chơi lớn lớn ông bạn ông mối ổng ha, thì năm nay cũng hư đứt rồi, mấy miếng đất rồi ha. Mình nói vậy á đó. Rồi rồi gà mình nó cầm ra mình đi chơi ổng thấy gà mình sao đông quá, xài cựa quá, mấy gà mày xài cựa quá không. Gà que đá gà vàng cũng ăn, gà que đá gà khác cũng ăn ha. Ủa sao gà mày xài cựa quá không, mà gà tụi mình thì thường thường không, nhìn nó không có gì ghê gớm hết á. Cái nói giờ chơi thì phải giải gì với anh thấy cái ông ấy mà gà vậy ha, vậy đó thì mình nói anh em vậy chứ còn giờ thì quan niệm của ai chơi thì người đó cứ chơi cứ theo ấy thôi, còn với anh em nào mà cứ theo chừng thích tham khảo thì cứ tham khảo từ mình, thì mình cứ chia sẻ vậy, thì mình phân tích về ngũ trường ngũ đoạn vậy đó, anh em cứ thấy nó hợp lý anh em kiếm chơi. Mà cái con gà mà mình phân tích cho anh em rồi kiếm được đủ bộ con gà như vậy trên một con gà không dễ anh em ha. Đó rồi ông anh đó thì ông đỏ thì trước đây ông không chơi giải luôn, giờ thì màu mạng ngày giờ luôn ha, nói chung giờ đại sự làm việc gì cũng vậy, giờ gà ông bán không, bán cho mấy cái mối của ổng á, bán xô bán lùa vậy, xuống lần bắt 20-30 con, 20-30 con vậy, hỏi chứ ổng thấy mình bán gà xong rồi ổng cũng nói, anh đổ nhiều năm vậy mà mình thấy lòng bán gà thấy ngon quá. Rồi ổng mới nói vậy nè, con người phải có tầm nhìn, ổng nói những câu rất sâu sắc. Cái gì người ta làm đúng á thì mình làm không, ổng mình còn phải học cái hay ổng nó, nhưng mà mình với nói anh á là con gà gì cũng vậy anh ơi, gà nào cũng vậy hết á, bây giờ anh đổ thì anh cũng phải lựa lọc này nọ hết á. Rồi thì mình nói với anh em vậy thôi, nói sâu về cũng cũng không không không, không tiện. Thì ổng cũng nói, ổng ngộ nhận là ổng cũng thì ổng nói về ai chơi hiệu quả thì mình chơi theo ha. Thì ổng không người không bảo thủ, thì nói chung là trước nay ổng chơi thì ổng cũng chả quan niệm về chả rành dễ gì đâu, nhưng mà ổng cũng biết một số cái giải ổng thích ha. Ví dụ vậy gà thì nhìn tướng hình ổng cũng biết nhìn chứ không phải không biết nhìn đó. Nhưng mà mình cho ổng những cái nhìn về sâu sắc ổng trước đây gà ổng đổ ra, mình nói thiệt với anh em làm biếng có quán đâu nè, đá một hai cái rồi mới chia không, bán cũng không mắc nữa, đá một hai cái một hai cái chia không nghỉ chơi vậy đó. Nhưng mà ông thích vậy đó, ông thích đá lắm. Mà giờ là hỏi ông nói giờ bán rồi lòng mày không chơi, hỏi sao nó không chơi, hỏi mày chứ mà người ta dám nhìn nhận vô mày đổ ra thua không ăn đâu. Rồi cũng có một thằng mua lái gà của ông, cái nó vô nó mua này thì nó cũng lựa gà cũng kỹ lắm. Cái
Vô lúc đó nó cũng mới mua gà mà mình nói thôi bắt gà vàng thì đám nó chơi được, thấy gà đó tôi thấy nó tướng tá ngon cản cắn được, nay cũng là ăn thường thường cũng mấy cái, nó tiền lớn luôn. Rồi ông đó nó cứ mua gà ổng cái lâu lâu mới gặp mình cái hỏi gà nào chơi được anh, gà nào chơi được anh vậy đó. Thì nói chung là mình là chia sẻ để anh em hiểu thôi, còn anh em hỏi thì mình chia sẻ đó. Thì về quan trọng niệm về ngũ trường ngũ đảng là như vậy ha. Thì con gà một đó, ngũ đảng là con gà ngắn hết thì nó phải âm minh đảng thì nó mới phù hợp, hoặc là con gà trường dài hết thì phải âm minh trường, nhưng mà thường thông thường như con gà xó không hay nha anh em. Còn gà mà nói như mình nói với anh em cái kiếm này anh em phải từ hay từ trong ở ngoài, từ sổ cho tới cửa mà cũng không dễ có anh em à. Thì cái gì cũng vậy, đồ quý thì đâu có nhiều anh em, nay mưa gió quá anh em thấy không, gà mình mưa tàn mẹ đứng giữ con ngoài trời mưa không. Mưa dầm 2 ngày nay rồi, nay ngày thứ ba rồi, che này bão. Thì có những cái gì mà thắc mắc á anh em cứ comment vô cái từng clip á, Long thấy Long sẽ tư vấn lại cho anh em ha, thì theo yêu cầu của những anh em yêu mến ha. Rồi những anh em nào không tin không thích đó, thì có thể không lướt qua bỏ qua ha. Còn những anh em nào tin tưởng thì cứ tìm chơi ha. Thì mình nói về quan niệm những con gà như vậy. Còn gà vịt mà anh em chơi thì mình hay người ta cũng hay anh em ha. Thì cái môn chơi này đam mê máu có máu đỏ đen ha, thì chơi chứ còn đã xác định cái môn chơi này đừng có nói chơi để kiếm lời ha. Thì mình nói anh em vậy, gà mình hay có gà khác hay hơn ha. Giờ anh em kiếm con linh kê ra mà anh em không không may mắn anh em ra đụng con linh kê khác cũng vậy à, thì đó là vậy. Còn cái người ta có phần may mắn cái con linh kê đó cái nó đụng những con gà dở thì nó ăn vậy thôi, thì đó là theo quan niệm của mình ha. Anh em cứ chơi anh em từ anh em sẽ có cái cảm nhận anh em hiểu rồi sâu sắc về con gà. Chứ còn giờ chơi thì có nhiều trường phái đúng không, nhiều quan niệm, thì anh em thích chơi cái trường phái nào quan niệm nào thì anh em cứ chơi ha. Long thì Long chơi theo con đường đó và Long cũng chơi nhiều năm thì Long vẫn thích nó ha. Thì tất nhiên thì chơi nó được thì mình thích vậy thôi. Cho Long gửi lời chào và những lời chúc tốt đẹp toàn thể anh em xung canh nha. Rồi thân ái chào toàn thể anh em nha.